Ngay cả khi bạn không có chú ý tới lời nói của mình thì nó vẫn tạo ra những cái ấn tượng về tâm lý và bạn vẫn tiếp thu nó một cách vô thức. Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về ngôn từ nó có sức mạnh và năng lượng như thế nào. Trong một cái video clip lúc trước thì mình có nói về nếu mà chúng ta sử dụng ngôn từ hay là chúng ta thay đổi cái cách mà chúng ta sử dụng ngôn từ thì nó có thể giúp cho chúng ta chữa lành những cái cảm xúc, những cái cảm giác tiêu cực ở bên trong. Các bậc thầy và các nhà khoa học về tâm linh từ lâu thì họ đã biết rằng cơ thể chúng ta được lập trình bằng những cái ngôn từ, lời nói và suy nghĩ. Và điều này đã được khoa học chứng minh một cách rõ ràng rằng cái sức mạnh của ngôn từ nó có thể giúp cho chúng ta chữa lành cơ thể, tâm trí và tinh thần của chúng ta. Sức mạnh của ngôn từ thì trong một số trường hợp nào đó nó to lớn hơn sức mạnh của bất kỳ một vũ khí nào. Và tất cả những cái lời mà chúng ta nói ra nó đều xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta. Và bất kể đó là lời nói, là suy nghĩ, là những dòng chữ mà các bạn viết xuống thì nó vẫn là động lực mà nó thúc đẩy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải cẩn thận với lời nói của chúng ta. Tại vì đôi khi lời nói của chúng ta nó còn có sức mạnh lớn hơn cả bom nguyên tử. Và chúng ta cũng cần phải cẩn thận với suy nghĩ của chúng ta. Tại vì những cái suy nghĩ chúng ta nghĩ trong đầu bất kỳ lúc nào nó cũng có thể phát ra thành những cái lời nói. Và kể cả những cái lời chúng ta viết xuống, những cái dòng chữ chúng ta viết xuống, đôi khi những cái ngòi bút nó còn sắc bén hơn cả những cái thanh kiếm. Và câu hỏi được đặt ra là các bạn có sử dụng ngôn từ như là một vũ khí để chống lại bản thân mình và chống lại mọi người xung quanh? Hầu hết chúng ta đều làm như vậy các bạn, mà chúng ta không có nhận ra. Chúng ta không có biết rằng lời nói của chúng ta nó mang những cái năng lượng về âm thanh. Và những cái sức mạnh đó chúng ta không có thể nào đo lường được. Cái cách mà chúng ta chọn lựa ngôn từ nó thật sự có thể gây ra những cái tác hại nhất định. Và khi chúng ta sử dụng sai ngôn từ thì nó sẽ dập tắt đi cái sự nhiệt tình. Nó làm tác động tới lòng tự trọng, nó làm hỏng đi các mối quan hệ, nó làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và nó làm cho bạn trở nên khốn khổ. Tuy nhiên là chúng ta đang áp dụng cái điều này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái sức mạnh của lời nói và suy nghĩ nó làm cho chính chúng ta và mọi người xung quanh bị khó chịu và bực bội. Bằng cách là các bạn luôn mắng mỏ và than phiền bản thân và mọi người xung quanh chỉ vì những cái điều nhỏ nhặt hay thậm chí là những cái điều mà các bạn tưởng tượng ra. Đã đến lúc các bạn cần phải nhận ra rằng tất cả những cái âm thanh mà chúng ta phát ra, những cái ngôn từ mà chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta nói ra thành lời, nó đều tạo ra những cái sóng năng lượng nhất định mà nó có thể cải thiện hay là hủy diệt những cái mối quan hệ của bạn, thậm chí là sức khỏe của bạn. Những cái ngôn từ nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng ở trong sức khỏe của bạn. Tại vì có thể là bạn suy nghĩ hay là bạn nói ra thì tất cả những tế bào trên cơ thể của bạn nó đều lắng nghe những cái điều đó. Nếu như mà các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là lời nói của các bạn, cái năng lượng âm thanh của các bạn nó sẽ tác động như thế nào lên cuộc sống của bạn và lên cuộc sống của mọi người xung quanh. Mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để các bạn có thể thấy là chúng ta có thể thay đổi cái lời nói một chút thôi, nhưng mà nó sẽ làm khác đi rất là nhiều. Chồng mình thì ảnh hay thức dậy sớm đi đạp xe đạp với bạn bè. Và nếu như buổi sáng mà mình cằn nhằn, mình bảo anh ồn quá, anh đi đâu mà anh đi sớm quá, anh làm em dậy em ngủ không được, thì mình cũng sẽ không vui và chồng mình cũng sẽ bị khó chịu. Nhưng mà nếu như mà ổng nói là em ơi anh đi đạp xe nha, thì mình vui vẻ mình bảo là ok have fun, anh đi đi em, ở nhà em ngủ tiếp, thì mọi người đều vui vẻ. Và cái buổi sáng hôm đó ổng đi đạp xe với bạn của ổng, ổng cũng vui, mà mình ở nhà mình ngủ, mình cũng ngủ ngon nữa. Chứ mà mình cằn nhằn ổng, mình nói là anh này anh làm em ồn quá em ngủ không được, thì ổng đi ổng cũng bực mình, mà mình ở nhà mình cũng cảm thấy mình khó chịu, mình không có cảm thấy thoải mái. Cho nên là ông bà mình cũng có cái câu nói mà các bạn có thể thấy đó: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Và các bạn có thể thấy là ngôn từ nó có sức mạnh vô cùng to lớn. Nó ảnh hưởng tới thế giới của riêng bạn, nó ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của con người bạn, nó ảnh hưởng tới việc bạn là ai. Và thậm chí là nó còn ảnh hưởng tới những suy nghĩ và hành động của bạn đối với người khác. Từ ngữ thì nó vô cùng quan trọng. Nó tạo nên ngôn ngữ, nó gắn nhãn cho mọi thứ và nó giúp cho chúng ta giao tiếp tốt hơn.
Ví dụ cái việc mà nó gắn nhãn cho mọi thứ, các bạn có thể thấy là ví dụ như chúng ta nói những cái món đồ đi, cái món đồ này rất là hữu dụng, cái món đồ này rất là vô dụng. Đó là một cách chúng ta gắn nhãn cho những cái món đồ. Hoặc đối với con người đi, chúng ta nói đây là một người họ rất là có lòng nhân từ, hay đây là một con người rất là ích kỷ, thì đó cũng là một cách mà từ ngữ nó gắn nhãn cho tất cả mọi thứ. Còn nói về từ ngữ ở trong giao tiếp thì các bạn có thể thấy rất là cụ thể khi chúng ta sử dụng một cái ngoại ngữ nào đó. Nếu như mà cái vốn liếng từ ngữ của chúng ta không có được phong phú, thì đôi khi các bạn muốn diễn tả một cái điều gì đó thì các bạn lại không có đủ cái từ ngữ để các bạn diễn tả được đúng cái ý của các bạn muốn. Thì lúc đó các bạn sẽ thấy là từ ngữ nó rất là vô cùng quan trọng trong cái việc mà chúng ta giao tiếp. Và các bạn có thể thấy là từ khi chúng ta nhỏ tới khi chúng ta lớn lên, lúc chúng ta nhỏ thì những cái từ ngữ mà các bạn học được có thể là học từ gia đình, có thể là học từ cái địa phương nơi các bạn được sinh ra, nơi các bạn lớn lên. Rồi khi chúng ta đi đến trường, chúng ta chơi với bạn bè thì chúng ta lại học thêm được một số từ ngữ từ trong lớp học ra tới học của bạn bè. Hay thậm chí trong thực tế bây giờ đôi khi chúng ta chơi thân với những người bạn nào, hay chúng ta hay giao tiếp với những người bạn nào, thì những cái từ ngữ mà nó hay xài đôi khi nó cũng ảnh hưởng lên bản thân mình. Ví dụ như nhiều khi mình nghe cái từ đó là mình nhớ là cái đứa bạn của mình nó hay sử dụng cái từ đó. Đôi khi cái từ mà nó sử dụng nó rất là tượng hình hay là nó rất là tượng thanh. Thì chúng ta có thể thấy là từ ngữ nó ảnh hưởng, hay là chúng ta học được từ ngữ từ tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta. Và thông qua từ ngữ thì các bạn có thể giao tiếp, có thể chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm, về những cảm xúc hay là những suy nghĩ của các bạn. Ví dụ như các bạn muốn chia sẻ với một người về những trải nghiệm, về những cảm xúc của bạn, như là bạn hạnh phúc, bạn lâng lâng, bạn thất vọng hay là như thế nào đó. Nhưng mà đương nhiên là các bạn cần phải dùng những cái ngôn từ cho nó chính xác. Và có một câu chuyện về một người phụ nữ, đó là cô ta đột ngột bị một căn bệnh về mắt. Và khi cô ta tới bác sĩ thì bác sĩ nói rằng không có thể chữa được nữa và không có thể làm gì để mà khắc phục được cái tình trạng đó nữa. Thì người bạn của cô bệnh nhân này mới khuyên cô ta là đằng nào cũng không còn cơ hội, vậy thì hãy thử một cái phép màu, hãy thử áp dụng cái phương pháp mà gọi là Crystal Healing. Thì cô bệnh nhân này mới tìm tới một cái clinic mà ở đó họ áp dụng cái phương pháp Crystal Healing. Thì lúc mà cô ta nói chuyện với cái người therapist thì cái người therapist mới yêu cầu cái cô bệnh nhân là hãy nói về bản thân mình một chút. Thì sau 10 phút cái cô therapist mới stop cái cô bệnh nhân lại. Thì cô therapist này mới nói với cái người bệnh nhân rằng chỉ có trong 10 phút thôi nhưng mà tôi đếm được 15 lần bạn nói cái câu là I hate to see. Có nghĩa là tôi ghét nhìn thấy, tôi ghét nhìn thấy nơi này, tôi ghét nhìn thấy người kia, tôi ghét nhìn thấy điều nọ. Bởi vì những cái câu nói của bạn, bởi vì những cái lời nói của bạn mà nó ảnh hưởng lên sức khỏe đôi mắt của bạn. Và cái cô bệnh nhân này sau một năm thì cô ta thay đổi từ trong cái suy nghĩ của cô ta. Cô ta thay đổi, cô ta bỏ ra khỏi đầu những cái suy nghĩ mà I hate to see cái này, I hate to see cái kia. Thì cuối cùng là sau một năm thì đôi mắt của cô ta lành. Nó giống như là một phép màu vậy đó các bạn. Nếu như các bạn bỏ một chút thời gian để các bạn ngồi yên một chỗ, các bạn lắng nghe những cái từ ngữ, những cái suy nghĩ nó đi qua ở trong đầu của mình. Trước hết là các bạn hãy nghĩ tới những cái điều yêu thương, nghĩ tới những cái người mà các bạn yêu thương. Và sau đó thì các bạn hãy nghĩ tới những cái điều mà nó làm cho các bạn khó chịu, bực bội, những cái tranh chấp ở trong cuộc sống. Thì các bạn sẽ thấy là cái khúc này là các bạn muốn thốt ra những cái lời cay đắng. Và tiếp tới là các bạn hãy nghĩ tới những cái suy nghĩ, những cái đối thoại bí mật ở bên trong con người của mình. Thì các bạn sẽ nghe được những cái ý nghĩ giống như là tôi muốn làm điều đó nhưng mà tôi nghĩ là tôi không có đủ khả năng để có thể làm được. Hay ví dụ như là tôi muốn buông bỏ điều đó nhưng mà tôi không nghĩ là tôi có sức mạnh để tôi có thể làm được. Hay các bạn sẽ thấy những cái suy nghĩ giống như là tôi không thể nào thay đổi được cái hiện tại của tôi bởi vì đó là số phận của tôi. Thì các bạn sẽ thấy là sức mạnh của những cái từ ngữ nó tác động như thế nào lên cái cuộc sống của riêng bạn.
Các bạn có thể thấy là tất cả những ngôn từ và ý nghĩ nó sẽ tỏa năng lượng để nó tác động lên hành động của bạn. Và thực tế là năng lượng của âm thanh, năng lượng của ý nghĩ và lời nói, nó có thể làm cho bạn trở nên tuyệt vời hơn hay nó cũng có thể hủy diệt cuộc đời của bạn. Vậy các bạn có ý định thay đổi những cái từ ngữ, những cái ngôn từ mà chúng ta đang sử dụng hay là không? Và điều may mắn là chúng ta hoàn toàn có thể lập trình lại tâm trí của chúng ta. Tất cả những gì mà các bạn đang trải nghiệm ngày hôm nay, nó đều có nguồn gốc từ trong quá khứ. Và chúng ta cần có một sức mạnh, chúng ta cần có một lòng kiên trì để mà có thể thanh lọc được tâm trí, thanh lọc được niềm tin, để mà từ đó các bạn sẽ có những cái ngôn từ, có những cái lời nói đẹp đẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.